Mời anh chị em lắng nghe suy niệm dựa trên nội dung của Chúa Nhật thứ hai mùa Phục Sinh. Chúa Nhật về lòng Chúa thương xót. Ngày cuối cùng của tuần Bát Nhật Phục Sinh. Suy niệm với chủ đề Lạy Chúa tôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa tôi. Khi nói về Thánh Tô-ma, thường chúng ta hay gán cho Ngài là kẻ cứng lòng tin. Chính vì thế, trong đời thường, gặp một ai còn xa rời đức tin hay lạnh nhạt khi được nói về đức tin, hay tỏ ra ngoan cố trong việc lười biếng bỏ bê việc đạo hạnh, người ta thường ví von so sánh họ cứng lòng như Tô-ma. Thật ra, nơi đức tin và lòng mến của Thánh Tô-ma với Chúa, nếu chúng ta chịu khó đào sâu, sẽ thấy đó là cả một bài học vô giá giúp ta sống đức tin của mình. Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi không tin. Qua câu nói, ta thấy Thánh Tô-ma là người thực tiễn. Thái độ thực tiễn của Thánh Tô-ma là câu trả lời khả dĩ cho đức tin vào Chúa Phục Sinh của thời đại thực nghiệm của chúng ta hôm nay. Nhờ Thánh nhân lên tiếng, ta mới thấy rõ hơn thế nào là sự trăn trở, sự dằn vặt của đức tin mà nỗ lực cá nhân của chính ta có thể đáp lại mặc khải của Chúa. Cũng chính nhờ Thánh nhân, Hội Thánh có một bằng chứng xác thực cho tất cả những ai nghi ngờ về đức tin phục sinh của người Công giáo. Bởi Chúa Giê-xu đã đáp ứng đòi hỏi của Thánh Tô-ma. 8 ngày sau, Chúa đã hiện ra với tất cả mọi bằng chứng rõ ràng nhất mà Thánh Tô-ma đã từng đòi hỏi. Chúa đã đánh đổ thách thức của Thánh Tô-ma. Qua đó, Chúa đánh đổ mọi nghi ngờ của con người thực nghiệm thời nay. Tô-ma, hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh xương thầy, đừng cứng lòng nhưng hãy tin. Trước bằng chứng hùng hồn về tất cả nơi Chúa Phục Sinh, Thánh Tô-ma đã phải cúi đầu thừa nhận. Thánh nhân tuyên xưng đức tin bằng một lời tuyên xưng long trọng, đầy tư cách cá nhân của chính mình với Chúa Phục Sinh của mình. Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi, là Kitô hữu. Chúng ta hãy chắc chắn Chúa đã phục sinh. Hãy tin chắc chắn như vậy, tin tuyệt đối. Vậy, chúng ta cần sống như người đang thấy Thiên Chúa, sống một cách yêu thương, hòa diệu với mọi người, dẹp bỏ thói ích kỷ, tính tranh giành vụ lợi. Ta cần luôn chú tâm xả thân phục vụ những lợi ích chung như thực hành các công tác trong giáo xứ, các công trình phúc lợi của xã hội, thực hành đức bác ái mọi nơi, mọi lúc. Đặc biệt, qua tất cả công việc trong hết mọi ngày đời ta, ta luôn nghĩ đến việc truyền giáo để làm cho mọi người tin Chúa, thờ phượng Chúa,
hưởng nhờ lòng xót thương của Chúa. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin hãy mở cho chúng con đôi mắt để chúng con nhận ra Chúa qua tất cả mọi biến cố của đời sống. Xin làm cho nhiều người còn chưa biết Chúa được nhận biết và tôn thờ Chúa. Nhờ đó, nước Chúa phát triển khắp nơi trên thế giới này. Xin cho những ai đã thờ phượng Chúa nhưng sai lạc trong đức tin biết mau chóng trở về nhìn nhận một mình Chúa duy nhất là đấng có sự sống đời đời mà thôi. Amen. Cảm ơn anh chị em đã cùng chúng tôi suy niệm. Xin Chúa phục sinh luôn luôn ở cùng chúng ta. Xin Người tăng thêm sức mạnh cho chúng ta vững lòng tin.